Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay tiếp tục mình sẽ lên cho anh một lít đồ anh em nhé. Vẫn sẽ là series bao gồm vài cái túi da. Về được mấy hôm rồi mà mình quên bất chưa lên với anh em, hôm nay lại tiếp tục lên. Và hôm nay chỉ có hai bộ dàn thôi anh em nhé. Một bộ dàn mini là những loại toàn giải của thằng Victor. Và một cái bộ gọi là thuộc series dàn đa kênh của thằng Onkyo anh em nhé. Con này thì khá là VIP anh em ạ, anh em nào chất chơi sẽ mua này anh em nhé. Và một cái loại Bluetooth này. Loa Bluetooth này chính là loa sao 3, loa Xtream của hàng xuất cho thị trường Mỹ anh em nhá. Đánh khá là ngon. Rồi chi tiết vào video thì anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và thằng em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại thằng em Sơn đẹp trai ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhá. Bắt đầu vào những sản phẩm đầu tiên thì mình xin thưa với anh em. Đây có một con túi da dòng siêu mini luôn anh em nhá. Con này thì là siêu mini, nó khá là nhỏ gọn anh em ạ. Chơi nói chung là phù hợp anh em mình đi đeo vào đi uống cà phê hoặc đi chơi bời ngắn ấy, để ít đồ ấy. Anh em mình có thể để các điện thoại ở đây này, sạc dự phòng ở đây này, ví viết anh em mình để hết vào đây được anh em nhá. Con này có quay sách này. Đấy, chất da thì bao xịn, bao là da thật tất anh em nhá. Đây này. Con này đã được đóng logo thương hiệu rồi anh em nhá. Đấy, thẻ da nó đây. Anh em mình miếng thẻ da rất là ngon. Phía sau này. Đấy. Và con này nó sẽ có một con đĩa đeo anh em nhá. Tức là khi anh em mình không muốn đeo quay sách nữa và không muốn xách tay nữa thì anh em có thể đeo. Sơn gặp anh nhá. Đấy. Anh em phải đeo vào con đĩa đấy anh em mình đeo thắt lưng. Quê chơi anh em. Đấy, đeo thắt lưng anh em nhá. Luôn vào con đĩa. Qua đây. Thắt lưng luôn vào con đĩa này. Anh em mình sẽ thành một cái túi mà đeo hông. Quê chưa? Chất da thì bao xịn cho anh em luôn anh em nhá. Con túi này khá là đẹp. Và giá con này vẫn hiện tại mình vẫn để bằng con túi nâu hôm trước anh em nhá. 599.000 và sơn đo kích thước cho anh. Ngang nó khoảng tầm 18 phân anh em nhá. Và chiều cao nó được khoảng tầm 15 phân. Đấy. 18 x 15. Ok chưa? Túi nhỏ đeo khá là xinh. Chị em đeo được nhé. Con này dùng cho cả nam và nữ được. Đây, Sơn sẽ lên form cho anh em. Nó sẽ có cái dây túi này, mới tinh luôn. Con này hàng công ty thửa về từ bên kia anh em nhé. Nên là thành ra là đáng nhẽ bên kia nó bán khá là cao nhưng mình về giá tốt thì mình sẽ để cho anh em giá tốt thôi. Cứ về bao nhiêu thì mình sẽ lệch khoảng tầm một vài chục đến khoảng tầm tiền trăm nghìn là mình sẽ cho lên đường để đến với anh em thôi. Gả vợ ngay, à gả chồng ngay. Chủ nhân. Con túi đẹp thật anh em ạ. Con túi này rất phù hợp để anh em đi chơi, đi làm đi chơi rất hợp anh em nhé. Đấy, đeo đi uống cà phê buổi sáng thì đúng là đẳng cấp luôn. Con túi này xịn thật. Đấy, quay chơi anh em. 599.000 anh em nhé. Và tiếp đến đây thì đây sẽ là một cái mẫu túi của Nga, Nga Ngố anh em ạ. Thằng Nga Ngố xuất cho thị trường Nhật Bản anh em biết rồi đúng không? Riêng thằng Nga Ngố nó làm đồ thì đồ nó rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Riêng đồ da của nó là đẳng cấp luôn. Nhất là anh em nào đã đi Nga sẽ biết những cái áo da của nó thì quá xịn luôn anh em ạ. Áo da của nó mấy chục triệu là chuyện bình thường anh em nhé. Tại vì bên nó rét mà. Đây, con này cũng vậy. Nhờ nhiệt độ âm thôi. Còn cái da con này rất là xịn luôn. Phải nói thật là khi cầm vào con này mình sẽ thấy là chất da của nó cao cấp luôn anh em nhé. Đây cái logo hãng ở đây rồi. Và hàng này thì sẽ là hàng hãng. Đây này, logo đều được dập hết vào các khuy khóa anh em nhé. Các khuy khóa đều được dập tất logo luôn. Và hàng chuẩn của thị trường Nga anh em nhé. Đấy, chuẩn Nga xuất cho thị trường Nhật Bản đây. Anh em xem này. T Black, Black màu đen anh em nhé. Đấy, đấy. Miếng da cực kỳ xịn luôn anh em ạ. Cam kết xịn cho anh em nhé. Và con này nó sẽ có bao nhiêu ngăn? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Đấy. 5 ngăn, 6 ngăn tất cả. Và tất cả các khóa nó anh em nhìn này. Cao cấp rồi, đúng không? Sơn kéo ra cho anh xem lớp lót đây. Lớp lót của nó này, anh em nhìn này. Hàng tuyển nó vẫn khác anh em nhé, rất xịn. Và con này nó sẽ có cả quay sách luôn, Sơn rút ra. Và cái phần dây đeo nó sẽ là dây dù bóng cao cấp anh em nhé. Đấy, và tất cả các phần logo và tên thương hiệu được in, à không phải được in, được thêu thẳng vào trên cái quy trình may dây luôn. Hàng xịn, dây đây, quay sách đây, anh em nhìn này. Xịn không? Nói chung con túi này thì không phải bàn rồi, Sơn đo kích thước cho anh cái. Và con này giá hiện tại mình để cho anh em 1.250.000 anh em nhé. Đấy, kích thước con này chiều ngang sẽ được khoảng tầm 21 phân anh em nhé. Và con này chiều cao sẽ được khoảng tầm 25 phân với cho anh em. Đấy, 25 x 21. Kích thước khá là ổn định, phục vụ anh em đi học, đi làm, đi chơi đều được anh em nhé. Con này sẽ để vừa con iPad mini. iPad to thì khả năng không vừa con này nhỉ? iPad mini thôi anh em nhé. iPad to thì con này không vừa được. Đây, anh em thấy lên form ok không? Đấy, ngang. Rất đẹp luôn, con này da cực kỳ xịn anh em nhé. Khi em cầm vào da sẽ thấy được con túi này nó xịn như thế nào. Giá hiện tại 1.250.000 anh em nhé. Ok. Tiếp đến đây thì sẽ là mấy chai nước hoa. Và xin thưa với anh em, những cái dòng nước hoa thì đợt này mình cũng về bắt đầu là hạ nhiệt về ít hơn rồi anh em nhé.
Tại vì cái đầu hàng bên kia ở bên Nhật ấy, gần như là cái lô mình mua đấu giá được lần trước nó cũng hết rồi, nó không còn nữa. Đấy. Hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một cái chai Sauvage anh em nhé, chai Sauvage Parfum này. Thì xin thưa với anh em, đây là một chai nước hoa thì quá nổi tiếng của thằng Dior rồi anh em nhé. Rồi, quá nổi tiếng thằng Dior. Mà riêng con này thì nó bán gọi là bùng nổ doanh số nhất là vào năm 2020 thì phải, mình nhớ không nhầm 2021 gì đấy. Và đến bây giờ nó vẫn cực kỳ hot. Dung tích của chai này nó sẽ là 100ml anh em nhé, và made in France, hàng chuẩn của Pháp luôn. Đấy. Con này về thì không có nắp anh em nhé, mất cái nắp rồi. Đấy. Thế rất là tiếc, bình thường cái nắp con này thì nắp cũng hàng xịn, nó khá là xịn. Nhưng con này về mất cái nắp thành ra là mình lại phải bán rẻ cho anh em nhé. Đấy, hàng cam kết với anh em hàng xịn luôn, Sauvage này, Parfum Dior. Và dòng này nó sẽ là dòng nước hoa tester anh em nhé, là phiên bản để bán cho store để dùng thử đấy anh em, để dùng thử đấy. Thì 100% sẽ là xịn anh em nhé, 100% là xịn. Cái nốt hương con này thì xin thưa với anh em, nó cao cấp hơn những cái dòng của thằng Versace một chút anh em nhé. Tại vì dòng Versace của nó thì nốt hương nó thơm, mát mẻ là đúng rồi. Nhưng mà nó thiếu những cái độc lạ trong cái nốt hương. Thì con này nó đáp ứng đủ nhu cầu của anh em nhé. Nó sẽ có một cái nốt hương khá là độc lạ trong ba cái nốt hương của con này. Và khi anh em xịt vào nhé, đến cái nốt hương lạ thì là người ta cảm thấy, ví dụ như người khác giới sẽ cảm thấy khá là cuốn. Anh em ạ, khá là cuốn ở trên chai này. Và chai này hiện tại bây giờ mình để cho anh em là 1.500.000 anh em nhé. Bình thường chai này có nắp sẽ là 1.800.000, không nắp mình để cho anh em 1.500.000, cam kết hàng xịn 100%, ok chưa anh em. Đấy. Tiếp đến đây sẽ là chai Replica anh em nhé. Và cái chai này rất lâu rồi mới lại về hàng, tại vì cái đợt này mùa hè mình cũng không dám đấu giá bọn Da Club này ở bên kia về. Tại vì mùi Da Club này nó thơm, là thơm cái mùi anh em nhìn này. Hedy Cocktail, tức là mùi rượu và mùi xì gà anh em nhé. Nó thơm mùi rượu và mùi xì gà, tức là mùi cực kỳ nam tính. Nhưng mà khi anh em mình trời mà thời tiết mà nóng quá thì chai này thì nó sẽ cảm thấy hơi bí và ngột ngạt anh em nhé. Đấy là cái không phải là ưu thế của cái mùi rượu và xì gà. Nhưng mà những cái hôm mà trời mát mẻ dưới 30 độ ấy, ví dụ như trời mùa hè này cũng được, anh em xịt chai này vào thì đúng là đẳng cấp luôn. Người ta gọi là tuy bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn, thì chính là chai này luôn anh em nhé. Rất thơm anh em ạ. Nó thơm mùi xì gà cuốn cuốn mà kiểu nam tính anh em. Nó rất là cuốn anh em nhé. Chai thơm dã man luôn. Chưa một anh em nào mà mua chai này mà về mà chê được. Như anh em nhìn này, phần ống bên trong trong suốt luôn, nghe chưa. Dung tích của con này thì nó sẽ là 100ml và chuẩn made in France anh em nhé. Đây, xin lỗi anh em. Đây, chuẩn 100ml và made in France, hàng chuẩn của Pháp luôn. Da Club này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013 này. Đấy, như mình giới thiệu vị mùi đây, nó ghi rất rõ đây rồi. Hedy Cocktail and Cigar này. Và cái này nó sẽ là mùi nước hoa chỉ cho nam thôi anh em nhé. Mane Francie, tức là chỉ sử dụng cho nam thôi. Nữ mà xịt mùi này vào thì khả năng là tối về sẽ mọc râu. Đấy, kiểu vậy. Ok chưa? Mỗi chai là 1.500.000 anh em nhé. Đồng giá luôn, hai chai đều 1.500.000. Cực thơm. Con chai nào mà chưa có những cái chai này trong tủ thì nên có một chai. Rồi. Tiếp theo đây sẽ là con Hybrid anh em nhé. Tai nghe Hybrid màu đen lại tiếp tục về phục vụ anh em. Xin cảm ơn anh mới quay cái. Thì cái mã này là mã thuần nội địa của Nhật anh em ạ, thuần nội địa Nhật. Đây, thương hiệu nó sẽ là thương hiệu Aplex anh em nhé. Đấy, nó sản xuất con tai nghe Hybrid này ra đúng theo gọi là xu hướng về sản xuất, giống như kiểu ô tô gọi là động cơ lõi kép ấy. Một bên là điện, một bên là xăng. Thì đây, con Hybrid của tai nghe nó cũng vậy anh em nhé. Sẽ có bao gồm hai củ loa, một củ đảm nhiệm giải cân bằng và một củ nó sẽ đảm nhiệm giải sub bass cho anh em. Đấy là khi anh em mình đeo lên tai sẽ như anh em mình đeo một bộ dàn cao cấp luôn. Ok chưa anh em? Đấy, tí mình sẽ giới thiệu sâu hơn về chức năng Hybrid này anh em nhá. Công nghệ chứ, xin lỗi anh em, nó là công nghệ chứ không phải chức năng nhá. Đây, con này sẽ là con tai nghe true wireless, không có dây anh em nhá, không có bất kỳ một sợi dây nào. Nó sẽ bao gồm hai phần tai nghe đặt vào trong một hộp này thôi. Đấy. Con này đang sử dụng Bluetooth version 5.0 thì mình sẽ bóc bên trong ra con hộp này, thiết kế khá là đẹp anh em nhìn đấy. Mở ra phát cho mình. Bên trong nhìn thấy cái tai nghe ở đây anh em nhá. Đây. Bên trong con này thì sẽ bao gồm này. Đầu tiên là cái núm tai nghe cao su, ok chưa anh em. Tiếp đến là cái bộ phận cân bằng âm thanh anh em nhé. Tiếp đến là cái đút screen này, nó là cái màng lọc bẩn anh em nhé, tức là màng lọc bẩn. Bên đây sẽ là hộp cộng hưởng Ulit Holder này, đây hộp cộng hưởng này. Bên trong này sẽ bao gồm hai driver 6mm, tức là con này sẽ có công nghệ kép như mình vừa trình bày đúng không. Nó sẽ có một con loa sẽ đảm nhiệm giải sub bass đây, và một con sẽ đảm nhiệm giải như của con loa toàn giải ấy, đảm nhiệm tất cả full giải cho anh em, giống kiểu loa full range ấy. Đấy. Và bên này nó sẽ là mạch Bluetooth 5.0 cho anh em nhé. Bộ phận đèn nó sẽ bên này. Nói chung con này nó màu đen nên sẽ hơi khó nhìn một chút. Đấy, hôm trước mình giới thiệu con màu trắng rồi, hôm nay về tiếp màu đen thì giới thiệu tiếp. Con này nó sẽ được đây. Được đây, manet nó sẽ là cái chế độ gọi là cao cấp anh em nhé, 2 4C manet này này.
tức là main được thiết kế ở trên cái phân khúc cao cấp, từ cái dòng này được thuộc dạng cao cấp anh em nhé. Frequency Response Point, tức là con này đáp ứng các giải tần từ 20Hz đến 20.000Hz, nó sẽ tương tự như một cặp loa cao cấp anh em nhé. Tiếp đến là trở kháng sẽ là 16 ohm, mời cho anh em đấy, trở kháng 16 ohm. Max Input Power, tức là nguồn điện vào max công suất sẽ là 5mW, và con này độ nhạy nó khá là cao anh em nhé, 97 dBi trên 1kHz, đấy, độ nhạy cực kỳ cao cho con này. Và con này nó sẽ sử dụng mạch Bluetooth là 5.0 với cái version 2 class 2, thế là nó bắt khá là căng và gần như các công nghệ chống nhiễu này anh em nhìn này, AIDP này, AVRCP, HFP và HSP đều được tích hợp sẵn như con này. Và những cái công nghệ này nó làm giảm hoàn toàn những cái tiếng sôi ù khi anh em kết nối này, những cái độ méo tiếng mà tiếng không chuẩn, thì tất cả những công nghệ này nó sẽ lọc hết cho anh em, nghe chưa. Và liên quan đến cái công nghệ giải mã thì sẽ đây là SBC và AAC. Và xin thưa anh em, công nghệ giải mã thì nó quyết định cái gì? Nó quyết định cái độ tách bạch của ba giải bass mid chép, thì đấy chính là những cái công nghệ này anh em nhá. Còn bên trên này là méo tiếng này. Đấy, khi anh em mình am hiểu một chút em sẽ hiểu. Và con này thì khi anh em mình nhấc tai ra khỏi hộp thì nó sẽ nghe liên tục được 4 tiếng anh em nhá. 4 tiếng nghe liên tục nó khá là dài rồi, đúng không? Đấy, và thời gian chờ nó sẽ là 300 giờ, khá là lâu anh em nhá. Sử dụng chân sạc Type C. Đấy, ok chưa? Chữ nhật chẳng chịt anh em nhìn đâu. Một series chữ nhật luôn. Đấy, series chữ nhật. Tất cả chữ nhật nhá. Không thiếu gì chỗ nào chữ nhật. Và rất xịn anh em ạ. Bóc con hộp này ra cũng thấy bên trong xịn, mình bóc cho anh em xem. Đây. Tai nó đây anh em nhá. Đấy. Anh em sơn nó vừa sạc 99% cho anh em để cho nó đầy pin, nghe chưa anh em. Đấy. Anh em sẽ thấy hai con tai, nghe chưa? Đấy. Và con này anh em mình sẽ đậy vào nhé. Nó sẽ có màng nhựa bên ngoài nhìn xuyên bên trong, anh em phải nhìn xuyên suốt ở bên trong được. Đấy. Khá là hay nhá. Tiếp đến này, bên trong này nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, hai quyển này, một bộ, hai bộ đúng volume này. Đấy, hai bộ đúng tai này. Đấy, và tiếp đến là dây sạc anh em nhé, dây sạc nữa. Và bên trong con này thì như anh em nhìn thông số này, các thông số in rất đầy đủ phía mặt sau, và phần nhựa sờ rất là sướng em nhé, vì là hàng xịn nên sờ rất sướng. Đấy, mở ra này, phần củ loa này, em nhìn thấy không, rất là gấu nhá, nhìn xuyên bên trong được nhá, nhìn xuyên đến hai củ loa bên trong được. Và hộp cộng hưởng nó khá là hầm hố, anh em đeo lên tai thì nó khá là đẹp anh em ạ. Mình phải dùng từ đẹp cho con này, tại vì nó thiết kế không có điểm chê đâu. Đúng cao su cực kỳ mềm này. Và phần đút zin bên trong này này, tức là phần gọi là định hướng âm thanh này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Phần định hướng âm thanh nó có một cái hai cái mái vát anh em nhé. Định hướng âm thanh nó làm cho anh em mình tai nó nghe nó không bị bụp bụp vào tai, nghe nó không bị bí. Và đây là một cái đệm cao su rất tinh tế luôn, giữ cho tai nghe luôn luôn chặt trên tai. Nói chung con này thì đẹp. Ngon. Chất âm ngon. Giá hiện tại 1.250.000 anh em nhé. 1250. Đấy, giá vẫn đi cũ luôn. Rồi. Tiếp đến đây mình sẽ giới thiệu đến anh em đến con loa X-Train anh em ạ. Xin thưa với anh em, đây là một trong số những con sao 3 xuất cho thị trường Mỹ, và con này thì mình đánh giá là cực kỳ ngon anh em nhá. Anh em nào được trước đã mua con Empower của mình rồi thì anh em sẽ biết là con Empower công suất nó sẽ nhỏ hơn con này khá là nhiều. Con này công suất là 100W cơ anh em ạ, 100W anh em nhá. Mỗi bên nó sẽ bố trí hai con loa toàn giải, và bên trong sẽ có hộp cộng hưởng để anh em mình đẩy âm bát ra ngoài, và cả cái hộp dài này nó sẽ là một cái thân cộng hưởng luôn anh em nhá. Con này sẽ có hai thụt hơi phía sau như anh em thấy đây, hai thụt hơi phía sau nó sẽ tăng cường cái âm bát ra. Và mình nghĩ là cái con này thì trong dạng sao ba mà một thanh không có súp thì con này nó phải bá đạo nhất rồi nhỉ, bá đạo nhất luôn. Đây, công suất như anh em nhìn thấy 50 x 2 xin lỗi anh em là 200W anh em nhé. Và tất nhiên những dòng đời cao sẽ made in China, ôi chơi anh em. Đấy, X-Train này, sao ba này, con này có các cổng kết nối như sau. Đầu tiên sẽ có cổng optical để giải mã này, cổng HDMI cũng là cổng tín hiệu số để giải mã anh em nhé. Cổng AUX là kết nối có dây này. Và đây một cổng USB để phục vụ anh em sử dụng một service hay sao ấy. Con này USB không biết nghe USB được không? Chưa test anh em nhé. Con này USB service thì phải. Đúng rồi, USB. Và bên trên này thì nó dây nguồn số 8 anh em nhé. Và một cái nút nguồn đây này, anh em nhiều anh em về quên không bật cái nút nguồn này, cứ cắm điện vào xong bảo sao không lên. Đấy, có nút nguồn anh em nhé. Bên trên này có một cái nút nguồn ở bên trên này để bật máy bên trên này, nút nguồn này nút nguồn mềm, và nút bên dưới này nút nguồn cứng này. Anh em lưu ý một chút. Và con này nhá, thì nó về thì nó sẽ không có gọi là nó về thì nó không có các nút bấm trên mặt này đâu anh em. Đấy, không có nút bấm chức năng trên mặt, mà tất cả anh em phải sử dụng qua khiển anh em nhé, ngoại trừ nút nguồn ở đây thì ở trên này thôi. Đây là thành ra sử dụng qua khiển, và hãng nó sẽ rất là chăm sóc anh em mình, nó sẽ tặng cho anh em mình hai con khiển luôn, một con loa nhưng bao gồm hai con khiển. Anh em mình để quên con khiển này đâu sẽ có một con khiển dự phòng để sử dụng luôn. Đấy, rất là hay ở chỗ đấy. Một cái dây AUX này, đấy, một dây AUX này, một dây nguồn số 8 này,
và bộ pad treo gắn tường nhé, với anh em mà không để kệ để gắn tường thì có thể gắn thẳng con này vào tường luôn, tiện lắm. Nói chung con này là một trong những mã mình đánh giá là nên chơi anh em nhé. Chất âm thì khá là ngon. Đấy. Sơn đo anh kích thước nhỉ. Và con này đây mình sẽ đo kích thước cho anh em nhé. Con này chiều ngang nó sẽ được khoảng tầm bao nhiêu đây? 83 phân. 84 phân. Tính chẵn là 85 đi. Cao. Cao 8 phân. Sâu của con này thì được khoảng tầm 11 phân anh em nhé. Sâu 11 phân. Đấy, đây, kích thước con này. Nói chung con này rất là đẹp. Nói chung là đẳng cấp luôn. Trên khiển của nó anh em sẽ nhìn thấy nhá, chức năng nhá, tắt bật nguồn này, mute này, repeat nhạc này, chọn tín hiệu vào này, volume này, lên xuống nick bài các kiểu này. Đây chế độ nhạc anh em sẽ có thể chọn sẵn được chế độ music hoặc chế độ movie anh em nhá. Đây đọc báo này, khi xem TV đấy, nghe thời sự thì bật new nhá. Xem phim bật movie nhá. Đấy, nghe nhạc bật music nhá. Và bên dưới là có cái chỉnh bass chép riêng biệt luôn. Hay chưa? Đấy xịn, anh em không phải bàn. Và giá hiện tại con này thì mình vẫn để rất là tốt cho anh em, 1.380.000 anh em nhá. Và sơn test nhạc cho anh em đây. 1380 cho con này thì quá ngon luôn, xin thưa với anh em. Giá bán rồi. Ban đầu cớ sao em ngập ngừng, nhà tôi đơn côi mời em ở lại, kể chuyện tha hương chưa lần. Ok chưa anh em? Đấy, nghe một đoạn làng nhạc như thế thôi anh em nhá. Đây, ví dụ anh em muốn nghe cổng HDMI thì em chỉ bấm thôi. Input này. Phải nhớ. Đây. Dừng đi, tắt Bluetooth đi. Disconnected. Anh em nhá. Khi anh em mình tắt Bluetooth đi, anh em sẽ bấm codec kìa. HD input. HDMI này. Chưa? Optical input. Optical này. Aux mode. Đấy, aux này. Ok chưa? Chuyển hết trên khiển tất anh em nhá. Hôm trước có một ông anh ông ấy kết nối Bluetooth vào xong ông ấy không ngắt đi thì ông không bấm chuyển input được anh em nhá. Phải tắt Bluetooth đi mới chuyển được anh em nhá. Lưu ý một chút thế tại vì nó vẫn đang ưu tiên cái thiết bị ở bên ngoài. Đấy, anh em tắt đi là sẽ chuyển được. Rồi. Tiếp đến bên này thì xin thưa với anh em, đây nó sẽ là một cái bộ dàn khá là ngon đến từ thằng Victor, nó chính là con UXV10, một series mà thuộc trong cái chuỗi loa toàn giải của thằng Victor anh em nhé. Mà riêng toàn giải của thằng Victor mà anh em nào chơi sẽ biết rồi, độ chi tiết nó rất là cao. Và con này xin thưa với anh em, củ loa nó sẽ sử dụng cái củ loa toàn giải và dâu quặp, nó chính là một trong số những cái dòng loa mà khá là cao cấp của Victor, mà trước khi sản xuất ra những cái dòng loa màng gỗ thì nó sẽ đã ra cái dòng toàn giải này rồi anh em nhé. Và nó đã khẳng định được vị trí trên thị trường rồi. Mà chất âm toàn giải thì anh em nào mà chơi sẽ biết là các cái giải mid và giải chép của nó rất là sáng tiếng, dày tiếng. Chỉ có mỗi giải bass là nó sẽ hơi kém một chút thôi. Thế nhưng mà với những con loa toàn giải của thằng Victor hầu như là âm bass nó tái tạo khá là tốt. Và những con này nó có cái chế độ tăng bass này, AHB Pro này, để phục vụ anh em tăng bass lên, thì nói chung là bộ dàn này mình thấy khá là hoàn thiện anh em nhé. Chi tiết về bộ dàn này như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy là cái cửa ra vào đĩa nó này. À, như siêu xe Ferrari luôn. Đấy chưa anh em? Đấy. Như Ferrari luôn anh em nhá. Ok, đấy cho mà xuống vát. Đĩa anh em nhìn xuyên bên trong luôn, thấy nó quay thế nào luôn. Đẳng cấp chưa? Đúng không? Con này sẽ chơi cassette này, đúng không? Cassette bên trên này, chơi CD này, đúng không? Kết nối điện thoại, máy tính TV đều ok. Nghe AM FM đầy đủ và FM sẽ đủ 108 nha anh em nhá. Anh em sẽ dò được full đài Việt Nam ở trên những mã như này. Và riêng cái mã này thì anh em nào mà có sở thích mà chơi đêm ấy, thì nó là một cái điều mình nghĩ là khá là ổn anh em nhé, nghe chơi đêm khá là hay. Và cặp loa thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một con loa bát, à không phải, một con loa toàn giải đường kính là 10cm anh em nhé, đường kính là 10cm và dâu quặp luôn. Và riêng cái dòng dâu quặp thì chất âm ra khá là hay, con này cũng vậy, ra chất tiếng cực kỳ xịn anh em nhé. Mình phải dùng từ chất tiếng của loa toàn giải, nó Victor ra rất xịn tiếng. Công suất con này sẽ là 26W, trở kháng là 4 ohm. Một cặp sẽ là 52W, tính chẵn 50 đi, trở kháng 4 ohm và chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 30m² trở về anh em nhá. Công suất cục dàn 45W, điện nguyên bản 100V. Đây, kết nối thiết bị bên ngoài ra vào đây. Kẹp loa sẽ hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Đây, full giải. Kẹp anten AM FM cũng nghe đài. Và đây được optical A phục vụ em xuất tín hiệu ra ngoài để giải mã anh em nhá. Và hiện tại giá con này thì mình xin phép để cho anh em với cái mức giá cực kỳ tốt,
giá chỉ có 1.500.000 anh em nhé, 1.500.000 cho bộ này, ok chưa anh em? Và lấy thử nhạc cho anh em nghe nhé. Con giải nghe phê lắm anh em, nhất nghe đêm. Nắng đã tàn theo cuối ngày, dòng xe ngập trên đường phố. Ánh mắt nào đang hướng về tìm ai, hẹn ai cuối ngày. Và riêng em đã qua thời mong chờ, cuộc tình vừa tàn như giấc mơ. Ok chưa anh em, giọng toàn giải anh em mình nghe thế để thấy cả cái tiếng gằn cổ họng của ca sĩ luôn. Nói chung con này là khá là ok. Giá hiện tại 1.500.000 cho mã này anh em nhá. Và tiếp đến bên này thì là mã gì đây? Đây là một cái bộ mã gọi là đa kênh của thằng Onkyo, một trong số những cái dòng VIP của thằng Onkyo anh em nhá. Đây, về cả kiểm zin hàng đấu giá khá là đẹp. Con này là con Onkyo 205 HDX anh em nhá, HDX chứ không phải HD trơn đâu. Cái bản nâng cấp đấy, bản nâng cấp của HD thường đấy. Đấy. Thì như anh em nhìn thấy, bộ này về thì nguyên bản bên Nhật về sẽ bao gồm một con âm ly 5.1 anh em nhá. 5.1 và con này đánh cả súp hơi luôn. Đấy, đánh cả súp hơi luôn. Đi kèm với cả một cặp loa phone mặt trước này. Đấy, giống cặp loa CRS1 anh em nhá. Và một cái loa gọi là center anh em ạ. Con center này thì khá là đẳng cấp rồi. Anh em nào mà thích nghe nhạc mà có center thì đây, trong bộ này có center cho anh em luôn. Và một con súp anh em nhá. Súp này bát nó sẽ rơi khoảng tầm 18 cm anh em ạ. Bát 18 cm. Rồi, đánh gầm khá là hay. Rồi chi tiết về con này sẽ như sau. Đầu tiên thì với cục giảm anh em nhé, với cục âm ly con này thì cục âm ly con này là một con siêu VIP luôn anh em ạ, rất là VIP anh em nhé. Tại vì sao mình bảo VIP đây, anh em nhìn các cái công nghệ nó tích hợp bên dưới này: Dolby True HD, DTS HD theo minh thớt này, AudiC 25Q Dynamic Volume mới chưa, thớt Domino đấy, đây thớt Domino này, RIHD này, VLSC, cái VLSC này chính là VL Digital lọc nhiễu vector đây anh em nhé, HDMI này, ok chưa anh em? Full tất cả các cái công nghệ cao cấp ở trên con này. Tại sao thằng Onkyo nó chăm chút con này thế? Tại vì đây là một cái mã mà nó thuộc diện là chạy đua công nghệ anh em ạ, chạy đua thi đấu, nó nghe rất là hay. Anh em hoàn toàn có thể nhá, nghe này, nghe nhạc music nhá, chơi game này, đấy, cinema này, 6 cinema music này, Ocha này, đấy. Ôi cho anh em mix, studio mix này, TV logic này, game, rất nhiều chế độ nhạc cho anh em này, âu trên này, full mono này, thớt này, direct này, có cả direct để anh em nghe luôn. Ôi cho anh em, đấy, sitter này, PL Movie, PL 2 Music anh em nhé. PL 2 Music nó đang tận dụng công nghệ gì đây? Công nghệ gọi là cái công nghệ Pro Logic 2 là mã anh em nhé. Đấy chính là công nghệ đấy. Đấy, và gần như là có xử lý tín hiệu khá là ngon. Đấy. Đấy là cơ bản về cục giàn, này cục giàn có thông số của nó đây, anh em nhìn nhá, thông số tem giết các thứ khá là đẹp. Và con này cục giàn có một cái vết ở đây anh em nhé, đây cái vết này khá là nhỏ thôi, nói chung là mặt này thì không ai nhìn đúng không, mặt trước là đẹp hơn này. Đấy, phía sau đây tổng thể ok chưa anh em, đẹp đúng không? Tí nữa mình sẽ quay phía sau chi giới thiệu chi tiết sau. Và con này mình giới thiệu cặp loa phone trước này. Loa phone này sẽ được trang bị là những cái con bên dưới này thì con loa bát đường kính khoảng tầm 8 cm anh em nhé, màng sợi ke va lòng chảo dấu lúm luôn. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm của thằng Onkyo, hai con đều như vậy anh em nhé, hai con đều như vậy. Đấy. Và con center này sẽ được trang bị thêm một con bát so với con phone kia nữa, tức là này sẽ bao gồm hai con bát đường kính 8 cm và một con chép đôm anh em nhé. Bên dưới này thì là con loa sub bát, con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính 18 cm anh em nhé. Thụt hơi xẻ rãnh mặt trước, nó sẽ đẩy ấm bát ra mặt trước này, nên là nghe khá là lực. Riêng bộ này khá là lực, và thùng bát, thùng súp nó khá là to anh em nhé. Súp này là súp hơi anh em ạ, súp hơi. Công suất của súp sẽ là 70W và trở kháng là 3 ohm, trở kháng khá là thấp nhỉ. Công suất của center sẽ là 80W và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Hai loa phone thì công suất sẽ là bao nhiêu đây? Hai loa phone công suất 40W một chiếc.
và trở kháng 6 ohm. Đấy, hai con này sẽ là 80W này, cộng với cả 80 con này là 160 này, đúng không? 160 cộng 70 con này thì sẽ bằng 230W cho cả bộ này anh em nhé, cả bộ này. Đấy. Về phần âm ly thì sao? Âm ly anh em sẽ nhìn thấy nhá, hai đường optical in vào để giải mã, đúng không? Một đường tín hiệu coaxial vào cũng giải mã, ba đường HDMI vào cũng giải mã và một đường HDMI ra, với chưa anh em? Và cái đường analog vào thì sẽ có một đường vào, anh em nhé, hai đường vào, line 1, line 2. Con này sẽ hỗ trợ cả súp điện out này, anh em thích chơi súp điện cắm súp điện luôn, về chưa? Hỗ trợ một cái quạt rất là mát phía sau và con này sử dụng chân nguồn số 8 anh em nhé, điện nguyên bản 100V. Đấy. Và con này sẽ kẹp được này. Đầu tiên là súp wafer này. Ở đây anh em mình có thể kẹp được hai con loa súp rao nữa anh em nhé, hai con súp rao nữa. Đây đang kẹp center rồi này, hai con phone rồi anh em nhé. Đây bên Nhật nó về nguyên thế này, nó đang kẹp hai con center, một con center thì đối anh em hai con phone và một con súp điện, một con súp hơi anh em nhé. Đấy. Và giá cho cả combo này thì bây giờ là bao nhiêu? Kèm cả khiển luôn anh em nhé, kèm cả khiển luôn, với chưa anh em? Giá hiện tại cho cả combo này mình đang để cho anh em giá là 7.700.000 anh em nhé, 7.700.000 cho mã này, đúng số 77 hay là để 78 thì hôm nay mình 8 tháng 7 nhỉ? Đấy nhé, phải để 78 thôi, bảo 77 rồi, phải chịu. Và lời thử nhà các em nghe chất âm nhá. Đây con này chỉ kết nối điện thoại thôi, kết nối cổng quang mà nó còn hay nữa anh em ạ. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào? Ngày đây là nhạc lốt led anh em nhé. Tiếp đến mình thử test nhạc remix cho anh em này. Remix con này nó đập mấy hang tại vì nó có súp mà anh em. Anh em 7.700.000 cho mã này anh em nhé. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ với gia đình và xin chào anh em.